cô chú chị nha, con cắt hàng rào Makita nó mới tuyệt vời luôn. Này là chưa xịt bóng nè, cho lại chưa dọn, em mới có xịt sơ cái vỏ để cho dễ nhìn nè. Bùi như mới nha. Đó, mình xanh rất đẹp. Mắt in Sapan nha. Mới có xịt sơ thôi, chưa có vệ sinh nha. Bên trong đây lóc lên kia xe bên ốc bằng khe. Lưỡi này còn rất là ngon nha. Lưỡi này nó gọi là như mới luôn á, có nghĩa là cái độ dày của nó như mới luôn, nghĩa là cắt rất ít, để bãi thì nó có hơi ngả màu xét, đấy là chuyện bình thường tại lưỡi đấy. Chế này, chế và cái tem trên chế vẫn còn luôn, HL. Người sao quá vip công tắc trên này nha, xin sò con bò. Này chưa dọn nha, con này chưa dọn 1.6 triệu nha mọi người. Đó. Còn anh em muốn dọn thì thêm 200.000 nha, muốn dọn thì thêm 200.000 cho thợ dọn. Chưa dọn 1.6 triệu nha, không bao ship hệ nha mọi người, nó biết EH570.